Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh YouTube Vương Khang. Hiện tại Khang đang tiếp tục cái chuyến du lịch bụi ở bên khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc quý vị nhé. Hôm nay Khang sẽ chia sẻ với quý vị về cuộc sống người dân sau bão sẽ như thế nào ở bên Trung Quốc quý vị nhé. Và cái điều đặc biệt Khang sẽ nói thêm về cái vấn đề đó là đập Tam Hiệp. Rất là nhiều người hay đồn thổi hay nói rằng là đập Tam Hiệp vỡ về thực hư như thế nào và cái câu chuyện đập Tam Hiệp ra sao thì mời quý vị theo dõi video này quý vị nhé. Ở bên này thì Khang thấy có rất là nhiều chỗ gãy cành, gãy cây, đổ cây quý vị. Mà nếu mà nói để thiệt hại thì chắc không có thiệt hại nhiều bằng bên Việt Nam mình đâu quý vị ạ. Vì bên này thì nó không phải vào tâm bão. Tâm bão này như nằm ở Hải Phòng với lại khu vực Cẩm Phả quý vị ạ. Còn khu vực bên này thì cuộc sống người dân vẫn bình thường. Sau bão thì mọi người dọn dẹp lại tí là xong rồi. Đó quý vị, Khang bảo là hôm nào Khang sẽ mua cái xe này này quý vị này. 388 tệ này, kiểu như là một cái xe như thế này. Nhưng mà sau khi người ta sử dụng rồi á, người ta bán lại, mấy cái xe này người ta mua, người ta sử dụng rồi và người ta bán lại, mình mua xe này quý vị ạ. Mua cái xe ba bánh này về nhà, về quê mình đi chở hàng, chở đồ cũng rất là ok đúng không quý vị ạ. Lại mưa to rồi quý vị ơi, chạy không kịp rồi, ôi rồi. Cứ quay được khoảng mấy phút là chạy rẽ sóng quý vị ạ. Không đơn giản mà quay được một thước phim đâu quý vị. Ôi giời. Các cô đang dọn rác. Khang lại tiếp tục di chuyển nhá. Hôm nay thì Khang chủ yếu quay cho quý vị xem là sau bão ở bên Trung Quốc như thế nào. Và đặc biệt đó là nói về đập Tam Hiệp một tí. Rất là nhiều người cứ suốt ngày lên mạng hỏi anh ơi đập Tam Hiệp bể à, đập Tam Hiệp có bị sao không. Thực ra thì chuyện đập Tam Hiệp mà vỡ thì ai cũng sẽ biết. Nhưng mà vấn đề nó chưa vỡ. Và rất là nhiều người biết cái điểm yếu là người ta thích xem cái đập Tam Hiệp vỡ ấy. Nên nhiều người tung tin tầm bậy tầm bạ không quý vị nhá. Quý vị và hết sức cảnh giác. Đập Tam Hiệp mà vỡ thì chắc chắn là Việt Nam mình chắc cũng không ảnh hưởng đâu quý vị ạ. Tại vì từ cái chỗ mà đập Tam Hiệp ấy đến Việt Nam mình rất là xa. Rất là xa quý vị nhá. Hình như nó nằm ở Hồ Nam. Mà từ Việt Nam mình mà tới Hồ Nam chắc cũng phải cả ngàn cây quý vị ạ. Ngàn cây hơn ngàn cây. Cũng không khác gì mà từ Hà Nội mà tới qua miền Trung ấy quý vị. Và vào tới Đà Nẵng, Huế gì đấy. Với cái khoảng cách xa như thế mà vỡ đập hay là như thế nào đó thì chả ảnh hưởng đâu quý vị ạ. Quý vị có thể thấy thì bên này cây cối cũng đổ ngả nghiêng quý vị ạ. Cũng không khác gì Việt Nam mình đâu. Gió to thì cây phải đổ thôi. Nhưng mà đặc biệt là bên này người ta đang dọn dẹp đấy. Nên người ta dùng những cái máy xịt như thế. Và xịt thu gom rác lại quý vị nhé. Xịt như thế này thì nó sẽ nhàn hơn và nó sạch hơn quý vị ạ. Thưa quý vị thì đây là những chiếc xe các cô đang kéo lên chợ quý vị. Bán những củ khoai, củ sắn, củ rong. Bên này người ta sử dụng những cái chiếc xe này rất là nhiều. Bây giờ không đi thuyền nữa, Khang sẽ di chuyển lên chợ để quay cho quý vị xem ở trên chợ, xem sau bão hoạt động ở trên chợ như thế nào. Có nhiều chỗ Khang thấy người ta đang sửa lại mấy cái tấm biển quảng cáo quý vị. Bên này cũng bị tàn phá nặng nề quý vị nhé. Bây giờ đi vào đây quý vị. Bên này đặc biệt là các chú xe ôm là lúc nào cũng có một cái ô cái dù ở trên nhá. Đi xe ôm ở bên này là không có bị nắng đâu quý vị ạ. Có dù có đồ che mà. Hiện tại thì Khang đang di chuyển vào một cái khu chợ. Chợ bên này thì khá là rộng đúng không quý vị ạ. Nó có mấy khu cơ. Khu bán thịt, khu bán rau rợi là nhiều thứ độc đáo á. Đây rất là nhiều người Việt quý vị nhá. Đó. Sau khi bão thì các cô chú bắt đầu là trở lại cuộc sống bình thường. Hôm nay là ngày chủ nhật quý vị nhá. Chủ nhật nên rất là nhiều các cô đi ra đây để bán những mớ rau, những củ khoai, củ sắn. Chợ này là chợ kiểu như chợ chôm hổm quý vị nhé. Chỉ hoạt động vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Ngày thường mà hoạt động là công an người ta dẹp vậy. Ngày thứ bảy chủ nhật thì các cô chú được phép mang ra đây để bán những cái sản phẩm của mình. Wow. Khang mới nghe một câu chuyện. Không biết là thực hư như thế nào nhưng mà người Việt Nam mình đã gọi là có một cái món quà từ thiên nhiên sau trận bão quý vị ạ. Khang nghe các cô bảo là hôm qua ở Bình Ngọc nhá. Ở Bình Ngọc mọi người đổ xô ra để đi vớt cá quý vị ạ. Nghe bảo là cá vàng áng. Và thấy bảo rằng là ở bên Trung Quốc người ta bị vỡ bè. Vỡ bè người ta gọi là đổ sang bên Việt Nam rất là nhiều cá. Mình nghĩ rằng là cá nó sẽ kiểu như đơ đơ ngơ ngơ á. Và thấy bảo các cô các chú bảo có nhiều người vớt được cả tạ mà. Qua bão nó đánh tan bè quý vị. Nên trong khi bão thì có nhiều người vui cũng nhiều người buồn. Những người mất thì người ta sẽ thiệt hại, người ta buồn. Người được người ta sẽ cảm thấy đấy là nộc trời cho. Khó nói lắm quý vị ạ. Nghe các cô bảo là do
bão nó mạnh quá đấy. Một số bè ở bên Trung Quốc người ta rằng người ta chẳng người ta giữ không nổi, bắt đầu cuối cùng phải buông. Buông thì những cái bè đó là bè nuôi hải sản quý vị. Nên mưa bão như này rất là nguy hiểm. Sợ nhất là những người đang nuôi tôm, nuôi cá, nuôi hải sản mà đang chuẩn bị được thu ấy. Được thu mà không may bè nó đánh tan ở bên biển, sóng nó không có ổn định ấy, đánh tan cái là hỏng hết. À, quý vị có thể thấy thì đây này, bên này đang bán chuối này. Chuối thì khoảng 2-3 tệ 1kg quý vị nhá. Làm mỗi khoảng là 2-3 tệ là 1 cân đấy quý vị ạ. Là khoảng 4-5 tệ là 1kg thì làm mỗi khoảng là 10-20 ngàn cũng như Việt Nam thôi. Việt Nam mình bán với giá cũng xem Trung Quốc đây. Đó. Rau rợi và mọi thứ bên này cũng vậy quý vị nhá. Chỉ khác mỗi cái đó là cái mức thu nhập ở bên này nó cao hơn thôi. Còn cái giá cả bên này thì cũng như Việt Nam thôi. Vậy nên những người dân ở bên này người ta sống nói chung là vẫn khỏe hơn Việt Nam rất là nhiều. Mình vừa nghe câu chuyện của A Tân là một người Trung Quốc này. A Tân vừa kể chuyện mình. Thì mình bảo là ở Việt Nam mình mất điện. A Tân bảo như bên Trung Quốc không mất điện à, bên Trung Quốc nhiều tiền không mất điện đâu. Xong A Tân bảo như là đấy là Trung Quốc bữa nay là nghèo rồi đấy quý vị ạ. Tại vì Trung Quốc giúp đỡ những người ta nhiều. Mình rất tò mò, mình hỏi là tại sao lại nghèo. A Tân mới bảo là Trung Quốc cho đi nhiều á. Người dân Trung Quốc ấy, người ta lúc nào cũng tin tưởng vào đường lối của bên chính sách của Trung Quốc. Và người ta chỉ biết rằng là người Trung Quốc ấy rất là tốt. Thế mà đất nước nào nghèo ấy là người ta sẽ hỗ trợ, người ta cho. Ví dụ như nào cần cái gì người ta cho, Campuchia cần gì người ta cho. Và nên A Tân muốn nói với quý vị với mình đó là bây giờ là người ta đã nghèo hơn rồi đó, chứ không cho là còn nhiều tiền hơn nữa. Ý là A Tân đang nói vậy. Ồ, đồng lắm. Mình cũng nghĩ rằng người ta nghĩ như thế là đúng thôi. Tại vì đơn giản thôi. Đơn giản thì ở trên báo chí người ta biết sao rồi, người ta nói sao thì mình nghe vậy. Mà nói những điều tốt mình nghe là đúng rồi. Ví dụ như người Việt Nam mình mà bảo chứ báo chí bảo là ô Việt Nam giúp châu Phi 500 tỷ, ô Việt Nam giúp nước này nước kia bao nhiêu tỷ, thì người Việt Nam mình nghe là thấy ok rồi, đâu có gì đâu phản bác. Thì người Trung Quốc cũng thế thôi. Vậy A Tân mới bảo là người Trung Quốc mà không cho tiền đi nhiều thì còn giàu hơn nữa. A Tân nói như thế. Thưa quý vị, thì sau một ngày mưa bão, mọi chuyện, mọi thứ đã quay trở lại bình thường quý vị nhé. Các chú bắt đầu ra ngoài đi ăn cùng nhau. Và những người công nhân bắt đầu đi quét dọn, dẹp đường, xá. Chợ thì cũng hoạt động trở lại quý vị nhé. Bây giờ Khang sẽ đi vào chợ để quay cho quý vị xem ở bên trong chợ như thế nào. Bên này thì người ta bán đồ sống nhiều lắm. Tôm hùm, bào ngư, bia cá này là nói chung là chả thiếu gì đâu. Ở đây là thịt trâu, thịt bò quý vị này. Ô cái đuôi nó to chả bá quý vị. Ở cái chân này. Một cái đuôi đấy là ăn thoải mái luôn quý vị. Cái thịt lợn ở bên này thì nó cũng xem giá Việt Nam mình quý vị nhá. Ví dụ Việt Nam mình mà 120.000 một kg thì bên này thì cũng khoảng độ 15-17 đồng một cân. Là 2 cân của nó thì cũng ngang giá Việt Nam mình thôi. Bên này đắt nhất là cái sườn. Cái sườn bên này rất là đắt quý vị nhá. Sườn bên này bán với giá là 52 tệ một kg. Nếu mà nhân lên thì nó sẽ là 180.000. 180.000 một kg quý vị nhá. Thế vài kg. Đây thì người ta bán, người ta sẽ có những cái tấm sắt này quý vị này. Người ta kê lên để cho nó sạch quý vị. Hôm nay càng thấy mọi người đi chợ rất là đông luôn. Bên này thì đi chợ thì đa số người ta chỉ cầm mỗi cái điện thoại này quý vị nhá. Quét tít một cái đấy. Đấy. Quét một cái là thanh toán. Còn bên này thì bán các loại nấm. Nấm, chân gà. Chân gà. Bên này có nhiều món ăn khá ok quý vị ạ. Ngon quá. Thế hảo. Mấy cái này như đậu phụ này, tiết này. Đậu phụ. Thế hảo. Cái ủa khan đi tèn à. Khan khan à. Chưa chưa ạ. Khan khan đi xa.
À, đây thì là đầu dê quý vị nhá. Đầu dê, thịt dê. Bên này bán chả thiếu gì đâu quý vị ạ, rất là nhiều thứ luôn. Thịt dê, thịt chó, thịt mèo. Đây là những cái dạng xách dê bò này. Ồ, mấy cái xương bò, xương trâu nó to quá trời luôn. Ồ, quý vị thấy thì sau những cái chỗ bán gà, bán trâu đó, à bán thịt lợn, thịt trâu đó thì bây giờ sang bên này là thịt gà. Gà ngan. Ờ, gà đen quý vị này. Gà đen. Ờ, bên này là bán thịt thịt cá, xong sang bên này là bán hải sản quý vị nhá. Hải sản thì nó sẽ cũng chia ra. Ờ, bên bán ốc. Bên này sẽ bán ốc quý vị nhá. Ờ, quý vị có thể là hiểu nôm na là bên ngoài kia là bán rau, xong đến bán đậu phụ, xong đến bán thịt lợn. Xong bây giờ đến đây là bán hải sản, ốc. Ốc này. Đó, sau cái chỗ bán ốc này là đến chỗ bán mực. Đó, mực này. Mực cá. Và sau cái chỗ bán mực cá này đến bán bán gì ra, bán rau tiếp à? Cá này, cá chim quý vị. Đây là những con hải sâm quý vị nhá. Hải sâm. Cá mú. Nhiều cá quý vị ạ. Bên này phải nói là cái vị trí người ta khá là đẹp. Cái khu vực Đông Hưng này nó có biển. Có biển và chăn nuôi rất là tốt. Vậy nên nguồn hải sản khá là dồi dào và rẻ quý vị ạ. Nếu mà so với Móng Cái, so với lại bên Quảng Ninh, bên Việt Nam mình ấy, thì nó cũng ngang ngang xem giá thôi. Nhưng mà nếu mà nói về cái đồng thu nhập của người ta cao hơn thì người ta gọi là rẻ. Đó, khá là nhiều cá quý vị ạ. À, bây giờ Khang sẽ di chuyển quý vị nhá. Di chuyển đi lên bên trên kia để tìm những người Việt mình. Đặc biệt là hỏi về cái cơn bão vừa qua có bị ảnh hưởng gì không quý vị nhá. Đó. Bên này thì những cái củ này được người ta rất là thích ăn này, củ này với quả này. Ớt to to đó và cái củ này. Hành. Đây là tôm. Rồi di chuyển quý vị nhá. À, quý vị có thể thấy thì đây là những chiếc xe rác người ta đang dồn về đổ vào cái khu vực xử lý. Ở bên này cái khu xử lý rác nó không có hôi đâu quý vị ạ. Người ta lắp đặt kiểu như khép kín đấy quý vị. Đây này, rất là nhiều xe rác luôn. Wow, đấy. Bên này thì hầu như là 100% là xe điện quý vị nhá. Chạy những chiếc xe điện như thế này rất là nhàn. Đó, xe điện này. Đó, 1, 2, 3, nói chung là cả chục xe quý vị ạ. Đấy, quý vị có thể thấy này. Ờ, đây là cái khu xử lý rác của bên này thôi. Cho vào, đổ vào xong là nó sẽ có cái hệ thống kiểu như là một cái con tàu há mồm ấy quý vị. Nó sẽ nuốt tụt vào trong quý vị ạ. Đây quý vị có thể thấy này. Hàng dài luôn. Ờ, đây là Khang đang quay cho quý vị xem là cái cách xử lý rác ở bên này quý vị nhá. Đó, không có hôi đâu quý vị ạ. Khu xử lý rác mà nhìn rất là đơn giản, sạch sẽ. Phải nói là cái công nghệ của nó quá ok luôn. Khang thấy nó đơn giản thôi, nó cứ há miệng ra chờ những cái xe rác này đổ vào xong là nó sẽ ngậm lại thôi. Rồi. Khá hay ấy. Nhé hảo. Cô đang cười quý vị. Đó, thì hiện tại là Khang đang quay cho quý vị xem đây là cái cách xử lý rác ở bên Trung Quốc đấy nhá. Đó. Rất là nhiều luôn đấy, vì hiện tại đường xá là phải huy động rất là nhiều người để dọn dẹp cho nó sạch ấy quý vị. Sạch để cho cuộc sống nó trở lại bình thường sau cơn bão. Đây là những cái xe mà chỉ nói là hốt những cái lá nhỏ thôi. Còn những cái cây, cái thân cây gỗ ấy, những cái gì mà nặng ấy thì người ta sẽ xử lý bằng cái xe khác quý vị nhá. Còn những cái xe khác người ta sẽ đến người ta cắt rồi người ta di chuyển đi. Bên kia có mấy chú đã bắt đầu quay trở lại cắt tóc rồi quý vị này. Đó, 1, 2, 3. 3 chú cắt tóc quý vị ạ. Đó. Thì hiện tại thì Khang đang tiếp tục cái chuyến du lịch bụi ở bên này. Quay cho quý vị xem. À, bây giờ mình sẽ vào đây mình hỏi xem các cô bên này sẽ nói như thế nào về cái cơn bão này nhé. Ôi này này. Đây là chiếc xe.
chiếc xe công cộng, nói chung là xe cho thuê dịch vụ ấy đầy mà, đổ khắp đường. Hôm qua cô có bán không cô Triển? Không bán hả? Bây giờ cô thấy cái cơn bão này ở bên này nó có giật, có gió ghê không? Không, bình thường. Bình thường à? Ở đây nó không bị ảnh hưởng. À, nói chung là cái khu này nó cũng ngoài cái tâm bão. Tâm bão là nằm chính là vào Hải Phòng, ở Cẩm Phả quý vị ạ. Bên đây thì chỉ ảnh hưởng thôi. Hải Nam. Hải Nam nhỉ? Hải Nam nó là cái khu vực mà như kiểu nó lúc nào cũng đỡ cho mình ấy nhỉ? Hay thật. Dạ. Nhưng mà ngày hôm qua chắc cũng không ai dám ra đường đâu. Úi giời, đây. Vậy à? Chợ vẫn mở. Vậy à? Nhưng mà ở mé đường thì không ai dám mở vì gió nó tốc thẳng vào trong nhà, nó tốc lên. Chứ còn ở trong chợ nó là kín, khu kín rồi, mới lại nó một khoảng trống của nó nhiều, nó không tốc được. À. Hôm qua cô có lên chợ không? Có. À. Qua cũng đi chợ. Ngày hôm qua thì chắc mọi người sẽ không ra khỏi nhà đâu quý vị ạ. Tại vì hôm qua gió thổi á, rất là sợ. Nhưng mà ở nhà mà không có đồ ăn thì cũng phải đi thôi. Và hôm nay bắt đầu cô bán trở lại đúng không? Yeah. À, thưa quý vị thì hiện tại Khang đang đi vào một cái khu chợ rất là nhỏ thôi. À, Khang thấy ở bên này người ta dọn dẹp quá kinh khủng quý vị ạ. Đây này, những chiếc xe dọn rác này. Đội quân dọn rác này quá mạnh quý vị ạ. Sau mưa bão người ta dọn. Mới có mấy tiếng đồng hồ buổi sáng mà người đã dọn nó sạch trơn hết quý vị ạ. Wow. Ở trong đây có rất là nhiều các cô người Việt quý vị nhá. Mình đang tìm, ôi giời. Mình đang ngó tìm xem có cô nào để mình tâm sự hỏi về bão quý vị ạ. Nhá. Bên này thì thích nhất là đi mua sắm quý vị ạ. Bên này quần áo thời trang của nó thì nó đa dạng mẫu mã quý vị. Nhưng mà về cái giá cả thì nó không khác gì Việt Nam đâu quý vị ạ. Nhiều khi còn đắt hơn quý vị nhá. Quý vị đừng có nghĩ đến cái chuyện mà mua ở bên này rẻ. Và thứ hai đó là xe điện quý vị ạ. Xe điện bên này người ta sẽ sáng tạo, người ta sản xuất rất là nhiều loại xe điện. À, tiếp tục mưa quý vị ạ. Chán thật. Cứ nghĩ rằng là bão đã qua rồi, không phải quý vị ạ. Qua là qua gió thôi. Còn bây giờ thì nó sẽ có những cái đợt ảnh hưởng mưa, mưa rất nhiều quý vị ạ. Bên kia là một dãy, đó là những cái chỗ bán trái cây quý vị ạ. À, thưa quý vị thì tình hình vẫn chưa hết mưa được quý vị ạ. À, đang mưa rất là to. Mà được cái là gió cũng bớt được quý vị. Bây giờ mình sẽ đi vào trong siêu thị đây. Vào siêu thị để quay cho quý vị xem một chút. Ồ. Đây thực ra cũng không phải siêu thị lớn đâu quý vị ạ. Nó chỉ là một cái cửa hàng như kiểu hàng tạp hóa thôi. Mấy cái đồ điện quý vị này. À. Mấy cái ấm này nếu mà tính ra tiền Việt nó cũng khá là cao quý vị ạ. 129 tệ. Không rẻ đâu quý vị ạ. 129 tệ nó nằm ở khoảng là 400 mấy rồi quý vị. Nồi cơm này cũng vậy thôi. Cơm này cả triệu cái quý vị. Triệu nha quý vị nhá. Nồi nhỏ nhỏ này cũng khá là đắt quý vị này. 148 tệ, 500 ngàn đó. Đó quý vị cứ bảo là bên này rẻ, không có rẻ đâu quý vị ạ. Giá nó khá cao ạ. À, bây giờ mình đi dạo dạo xuống dưới cái khu dưới kia. Đây có những cái chai bí khá là hay quý vị này. À, bí nhỏ gọi là bí mini quý vị. 5,9 gọi là 5,6 tệ, 6 tệ một cân quý vị nhé. Là 12 tệ một kg. Giá cả bên này thì nó khá là rẻ mà quý vị. 3,28 tệ. Khoảng đầu 6 tệ hơn là 1 kg của Việt Nam mình quý vị. Mình đang xanh quý vị này. Đó thì ở video này Khang chủ yếu quay cho quý vị hiểu hơn về sau cơn bão, mọi chuyện ở bên này sẽ như thế nào và cuộc sống của người dân đã quay trở lại như thế ra sao quý vị. Đường quý vị. Đường cục rất là nhiều loại đường quý vị ạ. Gạo này, đặc biệt là Khang sẽ cho quý vị xem là gạo ở bên này sẽ đắt hay là rẻ hơn bên Việt Nam quý vị nhé. Đây là các loại đậu, đây là hạt. Quý vị có thể nhìn thấy giá đấy, giá thì nó
đây đây, 2,18 tệ là cho phải 2,2 tệ đi, là một cân là 500 gram Việt Nam ấy quý vị, là 4,4 tệ là 1 kg. 1 kg thì 4,4 nhân với lại 35, khoảng 15.000 quý vị ạ. 15.000 một cân, một gọi là 1 kg gạo quý vị nhá. Đó thì quý vị có thể nhìn đây là biết được cái giá gạo ở Việt Nam mình so với cái gạo Trung Quốc sẽ như thế nào. Đó thì hiện tại Khang đang quay cho quý vị xem đây là cuộc sống của người dân sau khi cơn bão đi qua. Mọi chuyện đã quay lại, trở lại bình thường quý vị nhá. Khang sẽ quay cho quý vị xem một tí ở đây rồi bắt đầu sẽ di chuyển tiếp tục ra ngoài để quay cho quý vị xem thêm. Ở chỗ này là cân ký quý vị ạ. Cân ký ở đây xong rồi bắt đầu với ra cái tính tiền. Đây là khu bán thịt cá, đồ sống được quý vị này. Bên này thì bán rau củ. Bên này bán bò, cá, gà. Trong đây có giá hết mà quý vị. Cục bò như thế là 15-16 tệ quý vị. Bò, thịt này, thịt lợn 7,17 tệ một miếng như thế. Đó. Ở trong kia người ta sẽ phân phần ra và người ta sẽ bọc lại và dán cái giá tiền này. Và mọi người ở đây sẽ mua mua thịt cá xong rồi mua rau. Thế bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài quý vị nhé, để kiếm chỗ nào quay tiếp cho quý vị xem. Tính ra có mấy cái này cũng hay quý vị ạ. Mưa gió mình đi lại thoải mái. Cái nào cũng có quý vị ạ, xe nào cũng có. Mình xui xẻo hơn, mình đi xe mình ngoài. Xe mình lại không có cái này quý vị ạ. Mặc áo mưa thì cứ mặc xong là đi một đoạn lại tạnh, tạnh lại cởi. Xong rồi đi một đoạn lại mưa lại mặc. Rất là mệt quý vị ạ. Giờ mà có cái xe, có cái dù này, có cái ô này thì đi nó tiện hơn. Và quay được nhiều video nó có thể là không bị gián đoạn công việc đấy quý vị. Mưa mưa vậy chắc mình cũng phải đi kiếm cái ô quý vị ạ. Kiếm cái ô đi quay tiếp thôi. Có câu là sau cơn mưa trời lại sáng quý vị. Cuộc sống đừng bao giờ bi quan, đừng bao giờ mà tiêu cực quá quý vị ạ. Cái gì nó đến, rồi nó cũng đi à. Có những khó khăn thì trước sau gì nó cũng phải qua thôi. Những cơn sóng á, cơn sóng thì trước sau gì nó cũng lên rồi nó cũng xuống rồi nó cũng biến mất thôi. Đó. Video này mình chia sẻ tới đây quý vị nhé. Chia sẻ cho quý vị hiểu hơn về sau cơn bão ở bên Đông Hưng, thuộc Phong Thành, khu tự trị trong Tây Trung Quốc. Cuộc sống của người dân như thế nào? Và có gì khác biệt so với Việt Nam hay không? Và cuối video thì Khang chúc tất cả những người Việt mình, nói chung là trong cái cơn bão mà có khó khăn hay có những cái thiệt hại gì đó thì sẽ sớm ngày, gọi là sớm khắc phục, cũng như là sớm đi vào hoạt động trở lại bình thường. Chúc tất cả mọi người đều bình an, may mắn và sức khỏe thật là tốt để vượt qua tất cả những sóng gió, những cái cơn bão như thế này quý vị nhé. Rồi chào, hẹn gặp mọi người video sau.